chi phí được trừ như thế này, nhưng mình có nói với các bạn là phần này nó sẽ hơi nặng và hơi nhiều, chưa kể là còn hơi nhiều các trường hợp đặc biệt. Thế nên là điểm đầu tiên chúng ta sẽ đi trước khi đi vào các trường hợp chi tiết và nhỏ như vậy, chúng ta sẽ đi các nguyên tắc để được xác định chi phí được trừ. Đoạn này các bạn luôn luôn phải nhớ cho mình, đoạn này thì chắc chắn các bạn sẽ phải học và nhớ làm thế nào để nhớ được cái ít nhất là nhớ được cái đoạn này, để trong trường hợp lúc mà các bạn vào phòng thi có bối rối có như thế nào đó thì ít nhất là chúng ta cũng có thể căn cứ theo nguyên tắc này để chúng ta có thể suy luận ra các trường hợp khác. Rồi, nhớ cho mình ba nguyên tắc để xác định các khoản chi phí được trừ. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc về mặt bản chất. Nguyên tắc về mặt, cái này mình gọi là nguyên tắc về bản chất. Đấy là các khoản chi phí muốn được coi là các khoản chi phí được trừ thì các khoản chi đó phải là các khoản chi thực tế phát sinh. Và quan trọng là có gì ạ? Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Rồi, lại nguyên tắc phù hợp đấy đúng không ạ? Đấy là nguyên tắc số 1 về mặt bản chất. Tiếp theo sẽ là nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 2 thì cái từ khóa để cho các bạn dễ hình dung chỗ này mình gọi là, cái này là gọi là nguyên tắc về mặt hình thức. Rồi, nguyên tắc về mặt hình thức thì theo nguyên tắc về mặt hình thức như thế này, các bạn cần phải đảm bảo có chứng từ hợp lệ. Và cái vui ở chỗ này, cái chứng từ hợp lệ, hóa đơn chứng từ hợp lệ như thế này thì không có một văn bản nào quy định một cách cụ thể. Mà đối với các khoản chứng từ hợp lệ như thế này, chúng ta lại phải tham chiếu tương ứng đến các quy định liên quan khác với các loại văn bản luật khác. Ví dụ như thế này, đối với các khoản chi phí từ liên quan đến tiền lương, tiền công thì các khoản này, cái giao dịch giữa người sử dụng lao động hay là khác từ giữa công ty với người lao động thì sẽ phải căn cứ tuân theo luật gì ạ? Luật lao động, bảo hiểm, công đoàn, các thể loại đúng chưa? Thì do đó, cái chứng từ được gọi là hợp lệ thì cũng sẽ được tham chiếu đến những cái nội dung quy định như vậy để làm sao đảm bảo là cái giao dịch đấy được phát sinh một cách hợp lệ theo quy định của luật lao động, được chưa? Thì đấy là đối với phần là chứng từ hợp lệ. Nhưng thông thường cái mà các bạn hay gặp nhiều nhất đấy là việc có hóa đơn. Đối với các giao dịch kinh doanh, mua bán thông thường thì nó sẽ là gì? Hóa đơn, hợp đồng, các kiểu như thế. Cái số 2 đối với một số những giao dịch cụ thể đặc biệt hơn như liên quan đến tiền lương, tiền công thì sẽ là căn cứ theo luật lao động. À, ví dụ như vậy, cái đây cái điểm thứ nhất liên quan gọi là hóa đơn chứng từ hợp lệ. Cái số 2, cái này là mới được bổ sung bắt đầu từ thông tư số 78 năm 2014. Thì đấy là gì ạ? Đấy là phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Không dùng tiền mặt đối với các khoản chi. Các khoản chi từ 20 triệu trở lên. Đấy ạ, cái quy định này thì sẽ có hiệu lực từ năm 2014 thôi, từ khi thông tư 78 ra đời. Đó, cái phần này. Và các bạn sẽ thấy cái này chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nó cũng tương tự giống như quy định về thuế giá trị gia tăng. Cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm. Ok chưa? Đấy là điều kiện số 2 về mặt hình thức. Và cái điều kiện số 3. Điều kiện số 3 ở đây là điều kiện đặc biệt. Lại đặc biệt. Được chưa? Thì với thuế luôn luôn có các trường hợp đặc biệt. Và các trường hợp đặc biệt đó thì thông thường nó sẽ là các mức giới hạn thông thường. Thông thường, một là nó sẽ là các mức giới hạn đối với các trường hợp cần phải hạn chế. Cái số 2 sẽ là gì ạ? Một số trường hợp là đặc biệt nó không thỏa mãn, có thể không hoàn toàn thỏa mãn các trường hợp khác, nhưng nó rơi vào trường hợp được khuyến khích. Được khuyến khích, được chưa? Và những cái yếu tố được khuyến khích này thì thường nó sẽ gắn với cái thứ nhất là để đảm bảo thực hiện cái chức năng điều tiết vĩ mô xã hội và kinh tế của thuế, thì khi đó các vấn đề liên quan cần được khuyến khích như thế này để làm sao để có xác định các trường hợp đặc biệt của thuế, cũng thường gắn với lại khuyến khích những cái vấn đề liên quan gọi là phát triển ngành nghề hoặc là được khuyến khích vì các lý do xã hội. Hoặc tương tự, một vài các trường hợp đặc biệt khác cần được khuyến khích khác, nhưng cơ bản chủ yếu sẽ là hai cái điểm này là chính. Được chưa? Đó, thì đấy là các trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi, túm lại, bằng mọi giá các bạn phải nhớ cho mình là các khoản chi muốn được tính làm chi phí được trừ thì phải đảm bảo đồng thời nha. Đây là đảm bảo đồng thời cả ba điều kiện. Điều kiện số 1 về mặt bản chất đấy là gì? Khoản chi này phải là khoản chi thực tế phát sinh và liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện điều kiện số 2 là điều kiện về mặt hình thức là phải đảm bảo gì ạ? Có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định. Cái nữa là phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
đối với các khoản chi có giá trị lần từ 20 triệu trở lên, nhận điều kiện số 2 và hình thức. Và cuối cùng số 3 là các trường hợp đặc biệt, cụ thể là các khoản giới hạn nếu như không muốn khuyến khích và các khoản được khuyến khích khác, như ví dụ như khuyến khích cho mục đích kinh tế, khuyến khích cho mục đích xã hội. Yeah. Đó, đấy là những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Trong đây, trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết cụ thể với các khoản cổ phí cụ thể của một doanh nghiệp phát sinh như thế nào, thì ở đây mình sẽ giải thích qua một số từ. Thực tế phát sinh thì dễ rồi đúng không ạ? Có nghĩa là không xào đấu, không xử lý, không mua bán hóa đơn, không ABCDEZ, nó có thực tế phát sinh. Và thực tế phát sinh đúng theo cái giá trị, đúng theo cái giá, số tiền đó đúng, hay còn gọi là đúng theo giá thị trường. Đấy, chứ không phải là chuyển giá với nhau để làm giá với nhau. Cái này thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về chuyển giá. Đó, ok, nhận đấy là yếu tố liên quan thực tế phát sinh. Cái số 2 nữa, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái này sẽ hơi vui một chút xíu. Thế nào được coi là liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh? Một khoản chi chơi gom, chi phí chơi gom cho ông tổng giám đốc, theo bạn có liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh không? Thế bạn không? Vì sao? Chi phí chơi gom có nghĩa là gì ạ? Chi phí chơi mà, vui chơi giải trí mà, có tạo ra cái gì đâu. Doanh nghiệp nói không đúng. Bây giờ đa phần các hợp đồng kinh tế đều được ký ở đâu? Trên bàn tiệc và sân gôn. Vậy thì các khoản chi phí đấy có phải là chi phí liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh không ạ? Xét ở góc độ thực tế thì nó có. Vậy thì làm thế nào để có thể xác định cái yếu tố là cái chi qua các khoản chi đó liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh? Và nếu như nó lỡ không liên quan hoặc liên quan ít hơn thì gắn với các yếu tố còn lại, nó có rơi vào các trường hợp đặc biệt để bị giới hạn hay không, có rơi vào các trường hợp cần được khuyến khích hay không, để xác định xem là gì ạ, xem là có được tính vào chi phí hợp lý hay không. Thì cái này mình gợi ý cho các bạn một cái sơ đồ như thế này để xác định xem là liên quan hay không liên quan, để có thể xác định được nó là chi phí hợp lý được trừ hay không được trừ, giả sử thỏa mãn các điều kiện về mặt hình thức khác này. Ok chưa? Thì bây giờ đối với một khoản chi phí như thế này thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Cũng tương tự cái sơ đồ mà chúng ta sẽ cần đặt câu hỏi là gì? Nó là chi phí trực tiếp hay không? Ví dụ như nguyên vật liệu trực tiếp chẳng hạn. Hay nói cách khác, một cách rất là chi là rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, mình xác nhận được nó phù hợp. Từ cái này nó tạo ra cái này, từ miếng gỗ này tạo ra được cái bàn này. Thấy chưa? Thì trong trường là trực tiếp như thế này. Nếu như câu trả lời mà là có thì sao ạ? Có được tính làm chi, có thỏa mãn điều kiện để xác định là liên quan hoạt động kinh doanh không ạ? Có. Được chưa? Rồi, đấy là trường hợp là trực tiếp. Nếu như nó không là trực tiếp thì có nghĩa là nó sẽ là gì ạ? Gián tiếp. Gián tiếp hay là cái khác là nó không trực tiếp tạo ra cái sản phẩm đó. Không tạo ra cái phần này, cũng là miếng gỗ đó, nhưng nó không tạo ra cái bảng. Vì sao lại không tạo ra cái bảng? Ví dụ bị cháy kho. Đấy, trong trường hợp bị cháy kho như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ xét đến yếu tố tiếp theo. Những khoản chi này có phải là các yếu tố bất khả kháng hay không? Các yếu tố bất khả kháng ở đây như là gì ạ? Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn. Ví dụ như trong cái ví dụ vừa rồi mình có nói, cùng là miếng gỗ, cùng là chi phí nguyên vật liệu là gỗ đấy, nhưng nó không tạo ra được cái bàn. Vì sao? Vì kho bị cháy. Kho bị cháy thì cái đá gỗ đấy nó ra cho và nó không được bồi thường chẳng hạn. Thì cái chi phí đó là gì ạ? Nó phát sinh do gì ạ? Nó không tạo ra cái gì cả, nó không buộc, nó không tạo ra đầu ra, nhưng nó bị hao tổn, nó vào chi phí là do các nguyên nhân bất khả kháng. Thế nên nếu như câu trả lời là có thì vẫn có thể được tính làm chi phí được trừ nếu như thỏa mãn các điều kiện khác. Đặc biệt cái phần này chúng ta sẽ cần phải chứng minh nó là do các nguyên nhân bất khả kháng, thế nên là cần phải có một bộ hồ sơ giấy tờ tương đối là đầy đủ và cần phải có sự xác nhận và chứng nhận của các cơ quan quản lý địa phương. Đấy là cái biểu trường này. Nhưng nếu như câu trả lời mà là không, rồi không phải là yếu tố bất khả kháng, thì khi đó chúng ta sẽ đi đến yếu tố nào để xác định làm sao là nó liên quan hay không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Mình ví dụ như thế này, trong diện tích một cái nhà xưởng sản xuất chẳng hạn, mấy cái khu như khu để xe chẳng hạn, nó có trực tiếp liên quan, nó tạo ra sản phẩm không? Không. Hoặc ví dụ như là gì, như nhà vệ sinh thì nó có tạo ra sản phẩm không ạ? Không, cũng không luôn, không tạo ra sản phẩm của công ty, không tạo ra cái bàn cái gì, đúng chưa? Thế nhưng nó không cần thiết đâu ạ. Có. Nếu không có cái nhà vệ sinh đó hoặc là không có khu để xe đó thì các chức năng hoạt động thông thường của cơ sở sản xuất kinh doanh này có vận hành được một cách trơn tru không ạ? Không. Đó. Do đó trong trường hợp này, cái câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ xác định và sẽ đặt câu hỏi đây là gì? Chúng ta sẽ hỏi xem là cái chi khoản chi đó nó có thiết yếu hay không. Có thiết yếu hay không? Ví dụ
như trường hợp như mình ví dụ đấy là gì ạ? Như nhà ăn ca, căng tin, rồi như nhà thay quần áo, nhà nghỉ dưỡng ca, nhà để xe, hoặc như ở các khu vệ sinh cho cán bộ công nhân viên, ví dụ như vậy. Thì trong trường hợp này nó sẽ thuộc yếu tố như thế này. Nếu như câu trả lời mà có, nó là yếu tố thiết yếu, cũng hơi hơi không tránh khỏi được, nó là một yếu tố cần thiết, nó không phải là nguyên nhân bất khả kháng, nhưng nó là một yếu tố cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy trong trường này, nếu thỏa mãn các điều kiện khác thì cũng sẽ được tính làm chi phí dự trừ. Ok, thế nếu như không thỏa mãn nữa, nó cũng không phải là điều kiện thiết yếu nữa, thì cuối cùng là gì? Chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng để chúng ta có thể đặt câu hỏi thôi, đấy là gì? Các khoản chi này nó có thuộc đối tượng được khuyến khích hay không? Có được khuyến khích không đúng không ạ? Rồi, nếu như câu trả lời mà là có, rồi ok. Trong trường hợp câu trả lời mà là có thì lúc đó thỏa mãn, nếu thỏa mãn các điều kiện khác về mặt hình thức, thỏa mãn các điều kiện khác về phần giới hạn là làm thế nào để được khuyến khích, thì khi đó các khoản chi này có thể sẽ được tính làm chi phí được trừ. Mình ví dụ những cái khoản liên quan đến khuyến khích thì như hôm trước chúng ta có trao đổi là gì, hiện tại là luật lao động của Việt Nam mình đang đi theo xu hướng là gì, khuyến khích những cái khoản lợi ích cho người lao động hay là những khoản bảo vệ cho người lao động. Thì những cái khoản mang tính chất là lợi ích cho người lao động thì loại này sẽ làm sao, mang tính chất là có tính chất là khuyến khích nên sẽ được vẫn được tính làm chi phí được trừ, mặc dù có thể nó không trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái mà ví dụ mà mình có thể thấy cụ thể nhất đấy là sự thay đổi gần đây nhất của văn bản luật đấy là gì ạ? Đấy là các khoản phúc lợi trực tiếp cho người lao động, trong đó có bao gồm khoản gì ạ? Chi phí đi du lịch công ty. Nếu như chi phí đi đã gọi là đi du lịch công ty thì gọi là gì ạ? Đi gì ạ? Đi ăn chơi nhảy múa, có tạo ra sản phẩm đâu. Thì trong trường hợp như thế thì sao ạ? Rồi, nó không trực tiếp tạo ra sản phẩm, có phải là nguyên nhân bất khả kháng không ạ? Luật lao động không yêu không bắt buộc doanh nghiệp phải tổ chức du lịch cho công ty, cho người lao động nha. Như vậy hơn nữa nó cũng không phải là nguyên nhân bất khả kháng, không đủ yếu tố này. Xét về mặt thiết yếu, có thiết yếu mà có cũng được, không có thì chỉ kém vui một tí thôi chứ vẫn được đúng chưa? Rồi còn cái nữa là nếu không thỏa mãn điều kiện này thì chỉ còn duy nhất chỗ một chỗ này thôi, có cần được khuyến khích không ạ? Có. Vì sao? Vì nếu như mà người lao động được đi du lịch công ty như vậy, có thể tinh thần gắn kết ABC XYZ thì đấy, nó sẽ nâng cao hiệu quả lao động, nó sẽ cao hơn chẳng hạn. Nhân điều đó nó thuộc yếu tố khuyến khích và có thể sẽ được tính làm chi phí thực hiện trong trường này. Đấy chứ? Thì ngược lại, nếu như đến đoạn này rồi mà nó còn không được khuyến khích nữa thì sao? Câu trả lời sẽ là gì ạ? Chính xác, như vậy câu trả lời chắc chắn nó sẽ là gì? Không thể được tính làm chi phí thực hiện nữa. Thì đây là một trong các sơ đồ mà mình gợi ý cho các bạn để các bạn có thể xác định được nó có liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh hay không. Nếu như hơi hơi liên quan hoặc không liên quan cho lắm, và trong trường hợp đặc biệt không liên quan nữa, thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ suy luận vấn đề ra làm sao để xác định xem là chi phí hợp lý hay không, chi phí hợp lý. Vậy rồi đấy là tổng quan các vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý, và riêng điểm này thì các bạn chắc chắn là các bạn cần phải nhớ. Quan trọng đầu tiên là hiểu, là cho nếu các bạn hiểu được nguyên tắc, hiểu được bản chất của nó rồi thì cái phần mà phải nhớ mang tính chất là máy móc và học thuộc nó sẽ không nhiều nữa. Thì chúng các bạn cần phải hiểu ba nguyên tắc để có thể được xác định làm chi phí được trừ, và nhớ lại ba nguyên tắc này là nguyên tắc áp dụng đồng thời chứ không phải là số học. À, sau khi mà chúng ta đã nắm được ba cái nguyên tắc này rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết một số những cái khoản mục phí thường gặp, thường phát sinh trong doanh nghiệp như thế nào, để xem là cái việc áp dụng ba cái nguyên tắc này vào các khoản mục phí thường xuyên như thế nó thể hiện ở đâu, có gì đặc biệt hay không. Cái này thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý. Nội dung tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào chi tiết các khoản mục phí trên cơ sở áp dụng ba nguyên tắc này như thế nào.